Chào bạn, tôi là Ngô Trần Minh Thảo. Bạn có đang lo lắng làm thế nào để vượt qua kỳ thi N2 sắp tới? Bạn đã đăng ký học nhiều lần nhưng vẫn không thấy tiến bộ. Bạn đã tốn nhiều thời gian để giải bài tập luyện thi nhưng vẫn chưa hiểu rõ và chưa đủ tự tin. Giờ đây, bạn có thể yên tâm vì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn được cách để vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 này một cách dễ dàng. Để vượt qua kỳ thi N2, bạn cần phải hiểu rõ và vận dụng chính xác toàn bộ ngữ pháp của trình độ này. Tôi sẽ giúp cho bạn nhanh chóng học toàn bộ kiến thức này chỉ trong 8 tiếng. Như cách tôi đã học từ vỡ lòng cho đến thi đậu N1 chỉ trong vòng 1 năm rưỡi tại Tokyo vào năm 2003. Và với kinh nghiệm 10 năm học tập, làm việc, phiên dịch cho các đoàn doanh nghiệp, chính phủ tại Nhật, tôi sẽ giúp cho bạn hiểu rõ về các cấu trúc câu phiên dịch trong các đề thi cũng như trong cuộc sống. Bạn sẽ không phải mất 6 tháng và gần chục triệu đồng học phí để đến trường học với toàn bộ kiến thức này, rồi khi chưa kịp nhớ đã quên. Giờ đây, chỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ với tôi, bạn sẽ được học đầy đủ những kiến thức này để tự tin bước vào phòng thi. Vì tôi đã đúc kết toàn bộ hơn 191 mẫu ngữ pháp với hơn 380 mẫu ví dụ một cách cô đọng và ngắn gọn nhất. Chưa hết, tôi đã tổng hợp gần 1.000 câu bài tập có sẵn đáp án giúp cho bạn luyện tập cho một cách thuần thục trong cái khóa học này. Để không mất thời gian và tiền bạc cho những việc học lan man không hiệu quả, hãy đăng ký khóa học này ngay và dành toàn bộ thời gian còn lại vào việc giải đề thi cũ. Để được hỗ trợ và được giải thêm đề thi của những năm trước, hãy kết bạn với tôi trên Facebook Ngô Trần Minh Thảo. Chúc bạn lấy được chứng chỉ N2 trong kỳ thi tới một cách dễ dàng.